Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Video hôm nay thầy cho mình sẽ đến với bài tập hàng ngày 65 khối trụ khối cầu. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Hình nào dưới đây là khối trụ? À đây rồi, đáp án là A, đúng không em? Thế còn đáp án B là khối cầu, đáp án C là khối lập phương, đáp án D là khối hộp chữ nhật các em ạ. Chuyển sang câu 2. Hình nào dưới đây là khối cầu? Đây rồi, đáp án là C các em nhé. Câu số 3. Đồ vật nào dưới đây có dạng khối cầu? Chúng mình thấy ngay quả bóng rồi, đáp án là A. Câu 4. Đồ vật nào dưới đây có dạng là khối trụ? Chúng mình thấy đây là quả pin đúng không? Đáp án B. Câu 5. Hình nào dưới đây thích hợp đặt vào dấu chấm hỏi? Chúng mình cũng quan sát xem là có quy luật gì không nhỉ? Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối cầu, khối trụ. Sau đó lại quay lại. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối cầu, khối trụ. Lại quay lại. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối cầu, khối trụ. Đúng không? Vậy chúng ta chọn đáp án là C. Chúng mình chuyển sang hai lớn phần tự luận nào. Bài 1. Điền dấu tích vào ô trống dưới các khối trụ. Đây là khối trụ các em nhé. Đây là khối cầu không phải này, đây là khối trụ này, dấu tích này. Khối cầu không phải này, đây là khối trụ này. Rồi xong bài 1. Tiếp đến là bài 2. Nối. Chúng mình nối các đồ vật này tương ứng với lại khối trụ hay khối cầu nhé. Chúng ta phải dùng thước thẳng chúng ta nối nào. Đây là khối trụ rồi, cái lon nước này là khối trụ này. Quả bóng này là khối cầu này. Chúng mình nhìn thấy khúc gỗ này, có dạng là khối trụ đúng không? Cái đèn này, khối trụ này. Cái đèn này có dạng là khối cầu đúng không? Cái nến này có dạng là khối trụ. Chúng mình đã xong bài 2 rồi. Tiếp theo thầy cho mình đến với bài 3, điền số thích hợp này. Chúng mình quan sát ở bức tranh trên. Trong bức tranh ở trên này có bao nhiêu vật có dạng khối trụ? Thì chúng ta quan sát kỹ nhé. Ở đây chúng ta liên quan thấy giò chả hay rồi đúng không các em? Đó, nem này. Vậy chúng ta sẽ thấy này, có một cây chả lụa này là 1 này. Hai cái nem này. Đây, 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8. Một cái chả lụa, hai cái nem cuốn này, một cái thớt này, một khoanh giò này và ba cái nem dán nhé. Vậy có tất cả là 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 vật dạng khối trụ này. Tiếp theo là có bao nhiêu vật có dạng khối cầu? Chúng ta nhìn thấy đây là các quả này giống quả thị này các em này. 1, 2, 3 quả. Như vậy có 3 vật có dạng khối cầu. Em thân mến, vậy là chúng mình đã làm xong câu hỏi và bài tập có trong bài tập hàng ngày 65 rồi. Thầy chúc em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.